dạ xin chào quý khán giả và con cô bác ở đây là một con gà mẹ với lại sáu con gà con nở cái con gà này nó mới nở cách đây khoảng hai ngày thôi quý khán giả <laughs> dễ thương chưa đó cha tâm cũng có nuôi gà đó nha quý khán giả nuôi gà để mình ăn thịt đó Quá tí luôn dạ thì hôm nay giới thiệu với khán giả và con cô bác uh, sư đỏ đó tại vì uh, sớm giờ cha tâm mới đi giao mới đi giao cây sư đỏ sáng nào cũng đi giao hết trơn đó đây là mình ra mình giới thiệu cho quý khán giả xem cây xưa đỏ nha quý khán giả đây là cây xưa đỏ nè quý khán giả đó, à, nắng mới lên nha quý khán giả giờ là 8 giờ 8 phút ừ, 8 giờ 8 phút đây là mùng 7 tết ủa mùng 9 tết mà hết tết rồi cho nên là mình gọi mùng 9 thôi đó mùng 9 à, tại vì mùng mới là mùng 10 mùng 10 là mình đi Cần Thơ người tới hè có thể tới hè mình mới về mình học quá nguyễn giả rồi tới hè mới về rồi sáng hôm nay là mùng 9 mình quay một clip một đống luôn để mình đăng từ từ mình up từ từ nguyễn giả tại vì nguyễn giả thêm sớm dành có quay mấy cái clip rồi đó nên đăng từ từ nguyễn giả clip vài phút vài phút vậy để mình quay để mình có clip để mình đăng đó để nguyễn giả xem xưa uh, uh, mua đó nè nguyễn giả không nhà tâm có dòng sông kìa à, đó dòng sông quê em như dòng sữa mẹ hiền đó xong nước giờ nước đang lớn vô khán <laughs> giả ở cái dưới là mình mình từ ở dưới lên mình tưới cây nữa nè đó, có đậu gồng đó nha khán giả nó đậu gồng trái kìa nhà tâm đậu gồng trái dữ lắm khán giả trái mà mình ăn không hết á khi nó thành tới màu đen tới màu đen có hộp nó rớt xuống cái nó lên cây cái mình có ăn nữa đó để mình đi vòng cho khán giả ngắm xưa nha và câu khán giả là xem không xem được cái clip kia thì mình xem được clip này đúng không mọi người không xem được clip này thì xem được clip kia cho nên là quay nhiều clip nhưng mà cùng một nội dung thì mà quay cách khác thì khán giả bấm vô mọi người coi đó nhóc luôn khán giả đó ở khán giả thấy dao dền không dao dền nữa nè đây đó. quá đẹp hả nguyên dạ dạ bây giờ cũng uh, tưa tưa xíu cũng tưa tưa rồi chưa trưa lắm mà buổi sáng tám giờ mười phút rồi là mình quay mình sẵn mình giới thiệu giả dạ, xíu vậy thôi clip um, vài phút vậy thôi để đi cho mọi người biết là mua um, xưa dạ cảm ơn nguyên dạ rất là nhiều à, nếu gì khán giả có mua xưa thì nhớ liên hệ số điện thoại À, tâm hiển thị lên màn hình á rồi cái mình, à, mình mua mình, mình gọi mình trực tiếp mình cho nó dễ hơn cần hoặc, hoặc, hoặc là hay là, nhắn tin qua zalo vẫn được dạ rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo hồi tôi cũng quay dài cái clip của xưa vậy nữa là vài phút nữa này để giới thiệu với bà con dạ cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo à, chúc quý khán giả có một năm mới thật là vui vẻ và ăn tết lớn nha mọi người dạ bye bye mọi người dạ